Nhờ người mãi mối qua đón em về đẹp tình lứa đôi, thêm hồng áo cưới nên lễ cao đầu mẹ cha sẽ vui. Dù mình nghèo nhưng sống sao trước chung lòng ta luôn có nhau. Đời này gian khó qua rồi từ giờ thôi lo buồn đau. Nhờ người mãi mối qua đón em về đẹp tình lứa đôi, thêm hồng áo cưới nên lễ cao đầu mẹ cha sẽ vui. Dù mình nghèo nhưng sống sao trước chung lòng ta luôn có uyên ương chung một mái nhà, cô bác thôn làng ta hai gia.
già quên vui cười thiết tha, xuân giang châu cao tươi cắt duyên muôn ngàn tình lương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phù thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấm tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc. Những đóa hoa thơm đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Anh có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thầm thờ. Chẳng có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh chẳng soi bóng im hình đôi ta. Con, mẹ chúc cho con trăm năm hạnh phúc. Chỉ có mong cho con mình hạnh phúc thôi. Thôi. Vợ nói chồng nghe, chồng nói vợ nghe. Dạ, nghe. Mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấm tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc. Tình đó.
hôm nay không nổi thì mình qua ngày mai, mà coi tương lai hai đứa sau này nè ai bằng ai. Đường quê quanh co xanh ngát kéo nhanh tàu mò, cho về làm dâu chứ đâu cần gì để má giàu to. Ba má anh đã kêu an mấy khi tụi tao sẽ lo. Thôi quá tuyệt vời, tụi mình là nhất trên đời. Ngày đám cưới đã thật xinh, của chúng ta sẽ chuẩn bị đưa lễ vật sang gia đình họ nhà gái. Ước mong rằng các em là những người được gia đình giao cái trách nhiệm, ước mong chúng ta nên cẩn thận vì mỗi cái cử chỉ và hành động của chúng ta nó đều mang một cái tính chất quyết định cho cái sự thành công của cái buổi lễ đính hôn hôm nay. Cho nên mong rằng ước mong và cầu chúc cho tất cả chúng ta hoàn thành nhiệm vụ để cho hai họ hai bên và đặc biệt là ông bà chủ hôn họ nhà trai sẽ được vui lòng khi chúng ta thực hiện một cái chương trình lễ đính hôn cho gia đình của anh chị Út. Xin chân thành cảm ơn. Và ngay bây giờ chúng ta bắt đầu. 1, 2, 3. Dạ. Em cũng như tình đầu vì giàu anh thương em quá. Đây mà vô, anh muốn sống bên cạnh em. Vui hơn hôm nay, nhạc bắt bùng này mà vui tiếng. Đón em về quê, sẽ ăn được nhiều món ngon. Trái đất không ngừng quay tròn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là duyên số, anh và em có nợ nhau thôi. Cảm ơn ông trời cao đã cho đời mình thương nhau lúc nào. Anh ơi thành đô ngựa xe chẳng ngán biết bao nhiêu dối lừa, khi anh về đây mới thấy thương em giấy dầu nắng mưa. Biết bao người con gái mang tình yêu đến tặng cho anh, dẫu anh không đẹp trai biết bao cô nàng khen anh có tài. Ôi trai tài bên người yêu, gái sắc thế gian ai sánh bằng, nhưng trên đời ai cũng thế, sao có những chuyện lạ kỳ. Anh thương lắm những câu chuyện hẹn hò, trai gái bên dòng sông con đò, nghe đường tình chắc hoa miền Tây. Anh thương sao những giọt mồ hôi tuôn rơi trên đôi má hồng, để cho đời nó ấm đơm bồng. Hỡi cô nàng hai lúa xinh, về đây suốt đời bên nhau, dẫu cho ai cười chi, ta bền tự duyên thắm màu. Ta xây đời trên đồng khô, lúa chín sẽ ra đi khắp miền, xin cha mẹ xem tháng tốt, ngày lành cho hai đứa nên duyên. Duyên số anh và em có ngờ nhau thôi. Cảm ơn ông trời cao đã cho đời mình thương nhau lúc nào. Anh ơi thành đô ngựa xe chẳng ngán biết bao nhiêu dối lừa, khi anh về đây mới thấy thương em giấy dầu nắng mưa. Biết bao người con gái mang tình yêu đến tặng cho anh, dẫu anh không đẹp trai biết bao cô nàng khen anh có tài. Ôi trai tài bên người yêu, gái sắc thế gian ai sánh bằng, nhưng trên đời ai cũng thế, sao có những chuyện lạ kỳ. Anh thương lắm những câu chuyện hẹn hò, trai gái bên dòng sông con đò, nghe đường tình chắc hoa miền Tây. Anh thương sao những giọt mồ hôi tuôn rơi trên đôi má hồng, để cho đời nó ấm đơm bồng. Hỡi cô nàng hai lúa xinh, về đây suốt đời bên nhau, dẫu cho ai cười chi, ta bền tự duyên thắm màu. Ta xây đời trên đồng khô, lúa chín sẽ ra đi khắp miền, xin cha mẹ xem tháng tốt, ngày lành cho hai đứa nên duyên. Xin cha mẹ xem tháng tốt, ngày lành cho hai đứa nên duyên. Xin cha mẹ xem tháng tốt, ngày lành cho hai đứa nên duyên.
sao trên trời cao, tiếng hát em đầy say ngất ngây bao người khiến anh lòng đắm say. Chàng nắm tay em trao ngàn chiếc hôn, ánh mắt yêu thương như không xa rời nhau. Tiếng nói yêu em anh mãi yêu muôn đời, mãi trao tình thắm nồng. Câu ước thề nên duyên, em nguyện yêu có anh. Mong ông trời minh chứng, chứng cho tình yêu chúng mình. Nguyện một lòng yêu anh mà thôi, trọn cuộc đời không xa rời nhau. Cùng nhau mình tay nắm tay đến muôn ngàn kiếp sau. Ngàn khúc ca vui từng bừng pháo hoa, đám cưới đôi ta vui xôn xao như mùa xuân. Chiếc nhẫn vòng tay đã kết duyên cao trầu, mãi như tình yêu đầu. Trao ngàn chiếc hôn, ánh mắt yêu thương như không xa rời nhau. Tiếng nói yêu em anh mãi yêu muôn đời, mãi trao tình thắm nồng. Câu ước thề nên duyên, em nguyện yêu có anh. Mong ông trời minh chứng, chứng cho tình yêu chúng mình. Một lòng yêu anh mà thôi, trọn cuộc đời không xa rời nhau. Cùng nhau mình tay nắm tay đến muôn ngàn kiếp sau. Ngàn khúc ca vui từng bừng pháo hoa, đám cưới đôi ta vui xôn xao như mùa xuân. Chiếc nhẫn vòng tay đã kết duyên cao trầu, mãi như tình yêu đầu. Chiếc nhẫn vòng tay đã kết duyên cao trầu, ngàn đời yêu nhau thắm nồng. Kính thưa các bậc trưởng bối, các vị cao niên, quan viên hai họ cùng toàn thể quý vị khách quý đang hiện diện trong buổi lễ hôm nay, lời nói đầu tiên cho con được phép thay mặt gia đình của ông bà Trần Minh Bằng và Nguyễn Thị Út, ngụ tại xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, xin được gửi đến toàn thể quý vị lời chân thành cảm ơn, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng thân thương nhất. Ngày hôm nay, ngày 11 tháng 6 năm Công nguyên 2024, ngày mà chúng ta gọi là ngày lành tháng tốt, người Trung Hoa thì gọi là ngày song hỷ lâm môn. Và chính trong ngày này, gia đình của ông bà Trần Minh Bằng và Nguyễn Thị Út đã hân hoan mang lễ vật đến để tổ chức lễ đính hôn cho quý tử của ông bà, đó là tân lang Trần Duy Phương Út Nam, sẽ được sánh duyên cùng tân giai nhân Trần Anh Thư trưởng nữ và là ái nữ của ông bà Trần Văn Hiền và Nguyễn Ngọc Bích, ngụ tại ấp Lung Lá, nhà thể huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Và con cũng xin được thay mặt cho gia đình họ nhà trai công bố lễ vật mà họ nhà trai mang đến để làm sính lễ trong buổi lễ hôm nay. Kính thưa các bậc trưởng bối, các vị cao niên, họ nhà trai chúng con mang đến gồm có lễ vật 8 mâm, trong đó có 1 mâm lộc và 7 mâm quà, vì họ nhà gái đã miệng cho chúng con mâm lễ, tức là đôi nến long phụng. Lộc là mâm trầu cau, 7 mâm còn lại là trà, rượu, bánh, trái. Trước là để diện kiến ông bà tổ tiên và các bậc tiền nhân của tộc Đường nhà họ Trần, tức là họ nhà gái. Cuối mong ông bà hãy về đây chứng giám và chúc phúc cho buổi lễ hôm nay.
và cũng là làm quà để cho hai họ chúng ta giao lưu và chính thức ngay từ giờ phút này thỏa mãn cái câu hán nôm của các bậc tiền nhân để lại, đó là Loan Phụng Hòa Minh, Sắc Cầm Hảo Hiệp. Vậy ngay bây giờ chúng con xin được trân trọng mời một đại diện của gia đình họ nhà gái hãy đến để nhận lễ vật mà họ nhà trai mang đến. Xin được trân trọng mời ông chủ hôn họ nhà trai, anh Trần Minh Bằng hãy đến để trao lễ vật mà anh mang đến để làm sính lễ trong buổi lễ hôm nay. Thì bà chủ hôn họ nhà trai cũng có chuẩn bị một số tín vật, tức là những cái món nữ trang cần thiết để trang điểm cho tân gia nhân anh Thư trong cái buổi lễ đính hôn hôm nay. Xin được trân trọng mời bà chủ hôn họ nhà trai, chị Út cho em xin những cái món tín vật mà chị mang đến để làm sính lễ, làm quà cho con dâu của. Kính thưa các bậc trưởng bối, các vị cao niên đại diện cho gia đình họ nhà gái, họ nhà trai chúng tôi mang tín vật, tức là các cái món nữ trang để trang điểm cho tân gia nhân. Hôm nay gồm có đôi hoa tai, chắc chắn không thể nào thiếu được vì đó là duyên của người con gái. Tiếp theo sợi dây chuyền vàng, một lắc vàng và đôi nhẫn cưới. Xin được trân trọng trình lên để cho quan viên hai họ chúng ta tiện theo dõi các em và bạn quay phim. Thưa các bậc trưởng bối, các vị cao niên đại diện gia đình họ nhà gái, theo sự thỏa thuận của họ nhà của hai họ thì đúng ra lễ đính hôn chúng tôi có hai phong bì hộp hoang. Phong bì thứ nhất là để cộng tác với gia đình họ nhà gái tổ chức các nghi lễ tiếp theo, và cái phong bì này là giữa hai họ đã thỏa thuận, trong đó có 40 triệu Việt Nam đồng là đã có cái sự trao nhận. Tiếp theo, hôm nay họ nhà trai mang đến để làm quà cho tân gia nhân anh Thư, chuẩn bị những thứ cần thiết trước khi lên đường về nhà chồng. Phong bì hộp hoang thứ hai gồm có 10 triệu Việt Nam đồng. Xin được trân trọng mời bà chủ hôn họ nhà trai. Thứ nhất, cộng tác với gia đình họ nhà gái 40 triệu Việt Nam đồng. Phong bì thứ hai là quà tặng cho tân gia nhân 10 triệu Việt Nam đồng. Chúng tôi đã có chuẩn bị sẵn. Cái phần cuối cùng mà con đại diện cho gia đình họ nhà trai muốn trình đến với gia đình họ nhà gái, đó là cái thông điệp về giờ hoàng đạo và ngày rước dâu. Giờ là vào khung giờ 9 giờ sáng ngày 26 tháng 7 năm Công nguyên 2024, nhằm ngày 21 tháng 6 năm Giáp Thìn. Chúng tôi xin được lặp lại. Giờ hoàng đạo là rơi vào khung giờ thứ 9, tức là 9 giờ ngày 26 tháng 7 năm Công nguyên 2024, nhằm ngày 21 tháng 6 năm Giáp Thìn. Đó là cái thông điệp mà họ nhà trai chúng tôi xin được gửi đến cho gia đình họ nhà gái. Con xin được cảm ơn sự hiện diện rất là đông đủ của hai họ đã tạo điều kiện thuận tiện cho chúng con tổ chức lễ đính hôn. Và ngay bây giờ con xin được trao cái quyền điều khiển chương trình lễ đính hôn, lễ gia tiên cho đại diện của gia đình họ nhà gái. Xin được trân trọng kính mời. Một hình ảnh đẹp nhất trong mọi hình ảnh mà ngày hôm nay chúng ta mong đợi nhất, một tình yêu cũng chính ngày hôm nay đã được lên ngôi, và một nửa cũng chính ngày hôm nay đã tìm được nửa còn lại của mình để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc viên mãn. Ngay bây giờ xin được trân trọng mời bà chủ hôn họ nhà gái, chị Nguyễn Ngọc Bích hay bà Bình Trong, đưa đứa con gái của mình ra trước gièm the. Trân trọng mời bà chủ hôn họ nhà trai chị Nguyễn Thị Út hãy đến để chuẩn bị đón nhận con dâu của mình. Đây là nghi thức mà trong dân gian gọi là nghi thức xin dâu. Ta đã gặp nhau, đó chính là duyên. Cuộc đời này mấy khi gặp được người thích như vậy. Duyên đã đẹp đôi thế, nào cũng sẽ có thôi.
vậy thì hãy nắm tay mình cùng xây đắp tương lai. Em chờ ngày chi, đừng nhiều nghĩ suy, gặp được người hiểu nhau môi sẽ luôn nở nụ cười. Hãy nắm chặt tay anh ngay từ giây phút này, ta sẽ đi với nhau phiêu du đến cuối chân trời. Ta sẽ yêu mãi yêu rồi ta sẽ thương mãi thương, hạnh phúc đó em sẽ mãi có, mọi gian khó cứ để anh lo. Trời đã ban duyên kiếp này chẳng có kiếp sau, mình đừng lạc mất nhau nhé em. Ta sẽ yêu mãi yêu rồi ta sẽ thương mãi thương, anh xin hứa trọn đời sẽ nguyện mãi mãi chỉ có em thôi. Hạnh phúc trăm năm pháo hồng ngày mình kết đôi, ta trọn vẹn chữ duyên nợ thôi. Trao tình yêu cho nhau trước sự chứng kiến của quan viên hai họ. Cho nên kể từ ngày hôm nay, kể từ giờ phút này thì cha mẹ hai bên, hai con gọi là cha mẹ với nhau. Và đôi bờ vai vững chãi của Duy Phương sẽ là điểm tựa về tinh thần cũng như thể xác của tân gia nhân anh Thư. Cho nên tân gia nhân anh Thư đặt hai bàn tay lên đôi bờ vai của Duy Phương và đặt một nụ hôn thật là nồng thấm vào môi của vị hôn thê, hôn phu của mình. Đặt lên rồi. Chụp hình em Hiên nha. Chúng ta dành một tràng vỗ tay để chúc phúc cho nụ hôn tình yêu của đôi bạn trẻ Duy Phương và anh Thư. Hôn đi con, hôn môi đi, hai đứa hôn môi đi. Hãy nắm chặt tay anh ngay từ giây phút này, ta sẽ đi với nhau phiêu du đến cuối chân trời. Ta sẽ yêu mãi yêu rồi ta sẽ thương mãi thương, hạnh phúc đó em sẽ mãi có, mọi gian khó cứ để anh lo. Trời đã ban duyên kiếp này chẳng có kiếp sau, mình đừng lạc mất nhau nhé em. Ta sẽ yêu mãi yêu rồi ta sẽ thương mãi thương, anh xin hứa trọn đời sẽ nguyện mãi mãi chỉ có em thôi. Hạnh phúc trăm năm pháo hồng ngày mình kết đôi, ta trọn vẹn chữ duyên nợ thôi. Ta sẽ yêu mãi yêu rồi ta sẽ thương mãi thương, hạnh phúc đó em sẽ mãi có, mọi gian khó cứ để anh lo. Trời đã ban duyên kiếp này chẳng có kiếp sau, mình đừng lạc mắt nhau nhé em. Cầm vô, chị Út cầm vô, chị Út cầm vô. Em đưa, em giữ cho nó đúng cái chữ song hỷ nè. Đó, ghi hình. Rồi, bà Xuân về đây cười tôi đây. Phải cười mới đẹp. Hai họ, cho đã hút tay bà Xuân ơi. Rồi, bà Xuân ca gái giữ lại. Phong bì thứ hai tặng cho cô dâu. Thông điệp giờ hoàng đạo và ngày rước dâu, xin mời bà chủ hôn trao cho ông nội của cô dâu. Xin mời ông. À, ông nội hay ông ngoại? Ông à, ông nội đây. Đây 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 đây. Đây đây đây, ghi cái hình luôn. Đẹp hen. À. Trưởng bối các vị cao niên và tộc đường nhà họ Trần, tức là họ nhà gái kính mến. Giờ đây gia đình họ của ông bà Trần Văn Thiện và Nguyễn Ngọc Bích chính thức kết thông gia với ông bà Trần Minh Bằng và Nguyễn Thị Út, ngụ tại xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi. Cuối mong ông bà hãy về đây chứng giám và chúc phúc cho buổi lễ hôm nay. Chúc cho hai họ Trần và Trần ngàn đời thắt chặt tình thông gia. Chúc cho đôi bạn trẻ Duy Phương và anh Thư trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Xin mời hai con chắp tay lại, có bốn lần cúi đầu trước bàn thờ tộc đường. Cúi đầu thứ nhất, lần cúi đầu thứ hai, lần cúi đầu thứ ba và thành tất tứ bái cúi đầu. Hai con bốn lần cúi đầu đó cũng thay cho cúi đầu tất cả các cao nhân quý tánh, quan viên hai họ và các bậc trưởng bối, các vị cao niên đang hiện diện ở đây. Hãy mong bình thân, lễ gia tiên chính thức được khép lại. Vì không có đôi nến đông phụng cho nên chúng tôi không có đốt đèn. Trước theo phẩm trật từ trên xuống dưới, bắt đầu là ông bà, rồi đến cô bác chú dì thân tộc họ tộc,
Cuối cùng là cha mẹ và anh chị em trong gia đình. Ở đây con xin phép hỏi ý kiến của ông ngoại. Thì trong thân tộc của gia đình họ, họ nhà gái chúng ta, ai là người có chức quyền cao nhất? Ông bà nội rồi ông bà ngoại đúng không? Trên ông bà nội ông bà ngoại không còn ai đúng không ạ? Bữa nay ông nội đi với ai ạ? Người kế bên ông nội là uống rượu chúng ta gọi bằng ly, mà trong hôn lễ chúng tôi không được phép dùng chữ từ ly. Chung thứ hai con dâng cho ông Dưỡng. Ông nội không cụng ly với ông Dưỡng. Chị đốc cậu cụng ly nè, mắt hướng về máy ảnh. Xin mời nhìn lên máy ảnh. Rồi hai con nghe. Rồi, cô dâu đó đón nhận hai cái ly kìa con. Đón nhận hai cái chung kìa. Xin cảm ơn. Rồi tiếp theo, người ngồi kế bên bà ngoại, hai cháu gọi bằng à bà nội. Trời ơi, nãy gì mà hai người không ngồi gần với nhau. Dạ con mời nội. Chung tiếp theo con dâng cho bà ngoại. Dạ con. Chỉ em nhé. Uống rồi uống lần nữa, tại vì lẻ đó ông ngoại. Lẻ thì không phải uống nữa. Dạ dạ, cụng ly thôi, cụng ly, nhắm mắt nhắm môi thôi. Dạ dạ rồi ok dạ. Còn ai nữa không ngoại? Còn ai nữa không? Rồi bây giờ ông ngoại ông nội nhìn lên nào. Rất là đẹp. Rồi về thân. Rồi hai con đứng gần lại để ghi hình. Rồi cụng ly nè, ông cậu bà mợ cụng ly. Còn ai nữa không chị Bích ơi? Không chịu lên thì thôi để đám cưới đi nha. Là nhạc phụ của mình. Tân dân dân anh thương dân cho thân mộng của mình. Đúng rồi, hai con đứng gần rồi. Hai con đứng gần lại khoan. Đây. Cái tay này con dịnh lên ba nè. À, xin phép hỏi ông bà, hôm nay ông bà có cái... Alo. Hay tân nương dâng cho bố chồng. Rồi cầm bó hoa lên, cầm bó hoa lên. Tay trái nó đẹp hơn, tay trái đẹp hơn. Rồi cùng ly đi, cùng ly. Nhìn lên máy ảnh anh bạn. Xin mời hai người mẹ vĩ đại nhất của hai con dâng cho nhạc mẫu. Rồi hai con cầm bó hoa lên, cầm bó hoa lên. Vô chị Xui ơi. Ra ngoài chút xíu dính rồi. Trời ơi không đầy vậy chứ. Vui lắm. Rồi hai người mẹ bắt tay nữa nè. Đưa đưa cho chú để phụ. Vô để sắp ra dĩa. Xin trân trọng mời tứ thân phụ nữ trở về vị trí an toàn. Vỗ tay đi, vỗ tay, vỗ tay. Yeah. Bắt thông gia nè. À có dưỡng 10 ơi, có dưỡng 10, à, xin lỗi. Yeah. Con tết nha. Hai cháu gọi bằng, gì? Dì tám. Em của dì Út hả? Chị. Rồi sang bên đây con dân. Uống rượu chúc phúc trước rồi mình gửi quà mừng sau. Rồi con dâng cho dì nào cũng được. Dì Út trước nè, dì Út ơi. Rồi dì Út giữ lại cụng ly với dì Tám. Khoan, chờ cụng ly với dì Tám. Rồi con đi qua bên kia con dâng cho dì Tám. Nãy giờ mẹ muốn chết con. Đừng coi chừng ba mẹ đứng phía sau kìa, đừng có ấy. Anh chị. Rồi, đứng lên đứng sau lưng. Anh chị ơi chết. Còn ai nữa không chị Út? Còn bà thông gia. Còn ai bên ngoài nữa không? Anh chị hai thì có cặp đúng không? Rồi đưa cho chú để phụ đốt thêm hai chung rượu.
Chung thứ hai con dâng cho chủ lễ. Dạ bây giờ xin được ghi hình với rất là hân hạnh được ghi hình với bác Không Già. Tại vì kính thưa các bậc thượng bối các vị cao niên, trong dân gian người ta nói rằng miếng trầu quấn lấy thân câu, chúc cho hai kẻ thương nhau suốt đời. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa suốt đời không ghê. Đó là cái câu chúc và cái món quà mà chú muốn gửi đến cho hai con đó nha. Rồi xin cảm ơn rất nhiều. Đây xin được trân trọng mời chung thứ hai con dâng cho chị dâu. Rồi hai anh chị đứng gần cầm bó hoa lên. Chắc anh chị thôi chứ không có còn ai nữa. Đủ rồi ha. Tắp lệ là ai ạ? À? Ai? Đón nhận ý kiến đóng góp từ phía các bậc trưởng bối, các vị cao niên. Nếu như từ đầu chương trình đến giờ cả hai bên đều nhờ con thực hiện, còn phần nào thiếu sót thì hãy đóng góp xây dựng cho con có một cái nghi lễ được đầy đủ, trang trọng và xứng đáng với cái nếp sống văn hóa của địa phương chúng ta. À, ông ngoại có ý kiến gì không ạ? À? Ông ngoại không có, ông nội có không ạ? À? Ông nội thấy có đầy đủ chưa? Có thiếu sót gì không? Xin mời tất cả chúng ta có ai có ý kiến gì không ạ? À? Bà nội, mẹ cha đã định em về với anh. Hết rồi áo tím áo xanh. Bây giờ em gả có anh là chồng. Vì đây là nghi thức lễ đính hôn cho nên mâm trầu không được phép mở ra. Để nói lên cái sự liên kết giữa lễ đại đăng khoa hôm nay và lễ nghinh hôn sắp tới, cho nên hai con sẽ có nghi thức dâng mâm trầu lên cho ba mẹ. Phần này ông nội giữ giùm con đi ông nội. Bỏ túi giùm con đi ông nội. Rồi con đặt cái bó hoa xuống đi. Trong dân gian vẫn truyền khẩu với nhau, miếng trầu ăn kết làm đôi, lá trầu là vợ, câu tươi là chồng. Trầu xanh, cao gắn, chay hồng, vôi pha với nghĩa, thuốc nồng với duyên. Với người con gái, trầu cau được xem là biểu tượng của sự tiếp đón danh giá, để họ tự hào suốt đời. Ngàn đời thắt chặt tình thông gia, chúc cho đôi bạn trẻ duy phương và anh thư trăm năm tình viên mãn, bạc đầu những phu thê. Và còn chúc cho tất cả chúng ta luôn được vui vẻ, bình an và thành đạt trong cuộc sống. À, xin chân thành cảm ơn và lễ phép kính chào. À, sau đây thì đại diện của gia đình họ nhà gái mời họ nhà trai chúng ta bước ra phòng tiệc đúng không ạ? À? Dạ con mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cả nhà. Ngồi chơi đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lúc em đi mang theo rồi. Trong cơn mưa anh mong chờ em đây, nỗi nhớ đó đầy. Em ơi anh yêu mơ lời tiếng đêm, trong cô đời tình qua bao tràn. Bay đi nói lời đã gây cánh tên người mộng mơ. Em đã có những lúc mà em phải im lặng, dù muốn ra đi phương xa tìm em. Nhưng em đã đặt vào cõi mơ thật chạy. Không phải bao người đấy. Thầy đâu? Em mời anh nhiều người đâu? Thầy đâu? Thầy đi thăm cơ. Trời đi bao nhiêu đau đá vì kinh thương thơ. Quả thơ. Như đã bao nhiêu lúc em biết lặng, dù đã xa đi đến phương trời xa. Em yêu ngày nhớ em, trái tim phải dồn phòng em về đây. You want.